Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề kiểm tra học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Thời gian làm bài là 45 phút năm học 2021-2022. Phần 1 La Mã, trắc nghiệm. Câu số 1. Nhân tố cuối cùng có tính chất quyết định dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc Đông Nam Á là gì? A. Phong trào khởi nghĩa của nông dân. B. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. C. Sự xung đột giữa các nước Đông Nam Á. D. Sự nổi dậy của các cứ địa phương ở từng nước. Như vậy, nhân tố cuối cùng có tính chất quyết định dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Á đó là sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Như vậy câu số 1 các em chọn là đáp án B. Rồi tiếp theo câu số 2. Vì sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò? A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. B. Đạo Phật được đề cao nên cấm sát sinh. C. Trâu bò là động vật quý hiếm. D. Trâu bò là động vật linh thiêng. Như vậy ở câu 2, luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò là vì để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Như vậy thì câu số 2 các em chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu số 3. Bộ chính sử đầu tiên của nước ta có tên là gì? A. Việt Nam Sử Học Trần Trọng Kim. B. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Ngô Sĩ Liên. C. Đại Việt Sử Ký Lê Văn Hưu. D. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Như vậy, bộ chính sử đầu tiên của nước ta có tên là Đại Việt Sử Ký Lê Văn Hưu. Như vậy, câu 3 các em chọn là đáp án C. Tiếp theo câu 4. Vì sao Nho giáo được trọng dụng dưới thời Trần? A. Do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. B. Có nhiều nhà nho giỏi. C. Do Đạo Phật đã phát triển. D. Đáp án B. C. Đúng. Như vậy, nho giáo được trọng dụng dưới thời Trần là bởi vì do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Như vậy câu 4 các em chọn là đáp án A. Tiếp theo câu 5, nói các mốc thời gian với các sự kiện lịch sử tương ứng. Thời gian 1 năm 968, 2 năm 1226, 3 năm 1010, 4 năm 1400, 5 năm 1258, năm 1288. Sự kiện A. Nhà Trần thành lập. B. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long. C. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Về ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Như vậy thì ở câu số 5 này các em sẽ nói các mốc thời gian với các sự kiện lịch sử tương ứng ở bên cột bên phải. Như vậy câu số 1, cô xin lỗi, cái thời gian thứ nhất năm vào năm 968 thì cái sự kiện lịch sử ở đây đó là Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Như vậy thì số 1 các em sẽ nói với C.
rồi 2 năm 1226 thì nhà Trần thành lập. Như vậy số 2 các em sẽ nói với A. Rồi 3 năm 1010 thì Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên là thành Thăng Long. Như vậy ba các em sẽ nói với B. Rồi tiếp theo, là năm 1400 thì ở đây vào năm 1400 thì không có sự kiện. Rồi tiếp theo năm 1258 đến năm 1288 thì ba lần kháng chiến chống quân Mông và quân xâm lược Mông Nguyên. Như vậy thì các em sẽ nói đó là ý 1 thì các em sẽ nói với C, 1 thì các em sẽ nói với C. Rồi 2, 2 thì các em sẽ nói với A. Ba thì các em sẽ nói với B. Và năm các em sẽ nói với D. Rồi tiếp theo là phần hai La Mã tự luận. Câu 6. A. Giáo dục và văn hóa thời Trần được phát triển như thế nào? Như vậy ở câu A này đề bài hỏi là giáo dục và văn hóa thời Trần được phát triển như thế nào? Như vậy thì về giáo dục thì vào năm 1070 thì cho xây dựng văn miếu, đến năm 1075 thì mở khoa thi đầu tiên, và năm 1076 thì xây dựng Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta. Và văn học chữ Hán đã bước đầu phát triển. Như vậy nhà Lý cho thấy là nhà Lý rất quan tâm đến việc đến giáo dục. Thì đạo Phật cũng được coi trọng và phát triển. Như vậy về giáo dục và văn hóa thời Trần được phát triển như sau. Đầu tiên là về giáo dục. Năm 1070 xây dựng văn miếu. Rồi tiếp theo là năm 1075 mở khoa thi đầu tiên. Rồi tiếp theo là năm 1076 xây dựng Quốc Tử Giám. Thì đây là trường đại học đầu tiên của nước ta.
Rồi văn học chữ Hán bước đầu phát triển. Như vậy thì cho thấy là nhà Lý rất quan tâm đến giáo dục. Rồi tiếp theo là về văn hóa. Văn hóa thì văn hóa dân gian đa dạng. Phổ biến thường xuyên tạo sự bình đẳng trong xã hội. Rồi kiến trúc điêu khắc phát triển tiêu biểu là hình rồng thời Lý. Như vậy thì nền văn hóa mang tính dân tộc, văn hóa Thăng Long. Như vậy, giáo dục và văn hóa thời Trần được phát triển như sau. Về giáo dục, năm 1070 xây dựng Văn Miếu, năm 1075 mở khoa thi đầu tiên. Năm 1076 thì xây dựng Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta. Văn học về như vậy nhà Lý rất quan tâm đến giáo dục. Rồi tiếp theo là câu B, việc xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám có ý nghĩa như thế nào? Thì ở đây câu B này các em sẽ tùy vào cái khả năng liên hệ thực tế và đánh giá của các em để các em trả lời câu hỏi này.
Rồi tiếp theo câu 7. A. Hãy trình bày nội dung những cải cách của Hồ Quý Ly. Thì nội dung cải cách của Hồ Quý Ly đó là về chính trị thì cải tổ hàng ngũ quan lại, đổi tên một số đơn vị hành chính, rồi cử quan thăm hỏi đời sống nhân dân. Về kinh tế thì phát hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại thuế đinh thuế ruộng. Còn về xã hội thì thực hiện chính sách hạn nôn, cứu đói và chữa bệnh cho nhân dân. Về văn hóa giáo dục thì thay chữ Hán bằng chữ Nôm, thay đổi chế độ thi cử. Quốc phòng thì tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu xây thành kiên cố. Rồi tiếp theo là câu B, nhận xét về những cải cách đó. Thì các em sẽ liên hệ bản thân mình để chúng ta nhận xét câu này. Thì tùy vào nhận xét của các em, tùy vào cái khả năng của các em mà giáo viên sẽ là cho điểm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề kiểm tra học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.